Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News. Và hôm nay là 20 tháng 11, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất về thế giới công nghệ nhé. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin có liên quan tới Apple. Khi chỉ sau một thời gian ngắn mở bán, các mẫu iPhone 12 mới nhất của Apple đã bị không ít người dùng phàn nàn về một loạt lỗi liên quan tới phần mềm, bao gồm cảm ứng chập chờn khi mở màn hình khóa, không nhận được tin nhắn SMS hay thậm chí là hiện tượng ám xanh màn hình ở nền đen. Theo đó, trong các tài liệu nội bộ được gửi cho các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền Max Rumors mới thu thập được, Apple đã thừa nhận sự cố xảy ra với màn hình của một số mẫu iPhone 12. Bên cạnh đó, công ty cũng đã tiết lộ rằng họ biết vấn đề này thông qua các báo cáo của khách hàng và đang tiến hành để điều tra. Apple cũng khuyến cáo các kỹ thuật viên tại trung tâm bảo hành được ủy quyền nên tránh sửa chữa phần cứng những iPhone bị ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, cần thông báo cho những khách hàng đó cập nhật iPhone lên phiên bản iOS mới nhất. Và rõ ràng, có vẻ như Apple khá tự tin rằng họ có thể khắc phục được sự cố ám xanh màn hình của iPhone 12 thông qua bản cập nhật phần mềm. Theo một số người dùng iPhone 12, sự cố ám xanh này dường như chỉ xảy ra khi độ sáng màn hình được đặt dưới 90% và hiển thị nền đen. Đối với một số người dùng thì sự cố trên cũng sẽ tự biến mất sau một thời gian sử dụng. Và được biết rằng, nó có ảnh hưởng đến các mẫu iPhone 12 chạy phiên bản iOS 14.1, iOS 14.2 và cả hai phiên bản beta iOS 14.3 đầu tiên. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ những thông tin có liên quan tới Samsung, khi gần đây Samsung đã ra mắt chiếc tablet Galaxy Tab Active 3 vào tháng 9 vừa qua. Hiện tại, theo những phát hiện mới nhất, công ty có thể đang làm việc Galaxy X Cover 5. Theo trang Galaxy Club thông qua Sam Mobile, Samsung có thể sẽ sớm tung ra một chiếc điện thoại thông minh bí ẩn với số model đó là SMG501B. Chiếc điện thoại này thậm chí còn được phát hiện trên HTML5 TEXT chạy Android 11. Dựa vào số model, nguồn tin này cho rằng nó là chiếc Galaxy X Cover 5. Điều thú vị là điện thoại này sẽ có hỗ trợ kết nối 5G. Do đó, Galaxy X Cover 5 có thể là điện thoại nồi đồng cối đá đầu tiên của Samsung có hỗ trợ kết nối 5G. Và ngoài ra, thì chúng ta vẫn chưa có thấy bằng chứng nào về sự tồn tại của model Galaxy X Cover 5. Nếu nó có tồn tại, thì nhiều khả năng rằng sẽ có số model là XMG500F. Chỉ đáng tiếc là hiện tại, chúng ta không có thêm bất kỳ một thông tin khác nào về cấu hình của chiếc điện thoại này. Giới thạo tin hiện dự đoán rằng, điện thoại của chúng ta sẽ sử dụng chipset Exynos 880, Snapdragon 765 hoặc Snapdragon 690. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới Apple, khi các báo cáo về chip A15 Bionic dự kiến sẽ được sử dụng trên dòng sản phẩm iPhone 13 vừa được xuất hiện. Nguồn tin này cho biết rằng Apple sẽ một lần nữa hợp tác với nhà sản xuất TSMC để thúc đẩy một nút nhỏ hơn A15 Bionic sẽ được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet plus của TSMC, được công ty gọi là NP5. STMC nói rằng quy trình N5P là phiên bản nâng cao hiệu suất của quy trình 5 nanomet ở thời điểm hiện tại, được công ty Đài Loan tuyên bố là sẽ giúp cải thiện về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Các báo cáo về con chip Apple không dừng lại ở đó, và dự kiến rằng thế hệ chip kế nhiệm A15 là Apple A16 rất có thể sẽ được cho ra mắt vào năm 2022, được sản xuất trên quy trình 4 nanomet của STMC mà công ty phát hiện đang phát triển, giúp mang đến những cải tiến về mặt hiệu suất và tiết kiệm điện năng. Và có vẻ như Apple muốn trở thành công ty tiên phong trong những công cuộc đổi mới và thúc đẩy ranh giới về hiệu suất cũng như sử dụng năng lượng hiệu quả. Và điều này không chỉ đưa ra giới hạn ở con chip điện thoại thông minh, do STMC cũng đứng đầu sản xuất ra con chip M1 mới ra mắt của Apple, cho nên tiến bộ trong quá trình này sẽ mở rộng sang các con chip Apple Silicon trong tương lai. Và cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin có liên quan tới Samsung, khi truyền thông Hàn Quốc đang đưa tin rằng Samsung đang nhắm đến việc giới thiệu camera dưới màn hình cho chiếc điện thoại Galaxy Fold có thể gặp lại tiếp theo của mình. Được biết rằng Galaxy Z Fold 2 sẽ có màn hình là Infinity O, nơi đặt cảm biến máy ảnh trong phần cắt của màn hình. Đó là một cải tiến rất lớn so với phần notch ít được mong đợi của Galaxy Fold ban đầu. Và được biết rằng màn hình cần thiết cho công nghệ camera dưới màn hình đang được Samsung Display phát triển. Và cảm biến camera sẽ do Samsung Electronic System LSI phát triển. Và đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta được nhìn thấy những thông tin cho biết rằng Z Fold 3 sẽ là điện thoại đầu tiên của Samsung sở hữu công nghệ camera ở dưới màn hình. Trước đó, thì những nguồn tin đến từ trang The Elec cũng đã từng chia sẻ những thông tin tương tự như vậy. Và ngoài ra thì một tin đồn gần đây cũng cho biết rằng dòng Galaxy Note 2 Mode sẽ không được phát triển. Do đó, nhiều người tin rằng chiếc Galaxy Z Fold 3 sẽ hỗ trợ bút cảm ứng S Pen. Và chưa hết, một báo cáo gần đây cũng đã tiết lộ rằng phiên bản kế nhiệm của Z Fold 2 có thể được trang bị UTG hay còn gọi là Ultra Thin Glass dài hơn lên tới là 60mm, cho phép thiết bị có thể gập lại hỗ trợ việc sử dụng bút cảm ứng.
Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những thông tin mới nhất về thế giới công nghệ của ngày 20 tháng 11. Còn các bạn thấy thế nào hay các bạn đánh giá sao thì hãy nhanh tay để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đó là hãy like, share và subscribe để có thể ủng hộ thêm cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.